Đấy, vui thế. Đấy, lại lên trên nhà anh Việt đây. À đây, cái tời đây anh. Ừ. Nó treo như này. Treo vậy. Kinh nhỉ, cái dàn này khiếp ấy nhỉ. Xong mình có thể kéo chạy vào trong này thoải mái luôn. Ừ. À. Đây có cái đường ray đây. Motor đây, còn cái này là dây cáp và hệ thống rồi. Giá. Ok, để hôm nào em tham khảo. Quay trở lại cái cây cái. Cây nhà anh Việt mà cũng dương nội. Trên mái trên tầng tầng 4 hay tầng 3 đây? Tầng 4 nhỉ. Tầng 4. Tầng 4. Đấy, nhiều cây mini quá. Si à? Si. Ừ. Si làm nhanh hết. Ừ, si làm nhanh mà. Ở đây. Đây này. Ví dụ cây này thì bao tiền anh? Cho đội xem khán giả. Đấy. Chúng ta. Dạ. Thế hôm qua chủ cái con nào? Ừ. Nào. Cây ở cái chậu này. Mua đó. Ừ. Xanh quê nhỉ. Quê lá nhỏ, dòng lá nhỏ tí. À, thích yêu dáng nghệ thuật dáng mảnh mai. Đó. Rồi. Trên này nắng cũng dã man lắm nhỉ. Xem nào. Đấy, cái dưới này nhiều hoa quá. Đấy, ví dụ cái dưới thì bao tiền anh? 4 triệu. Cây này cứ gọi cho anh Hiếu hay là gọi số của anh đây? Của anh số. Anh cứ đọc số đi. 0971 0971 31 31 07 07. Anh Việt cũng dương nội. Cây dưới. Làm móng không đá. Làm móng. Vú bò. Vú bò. Vòng xem này. Anh toàn mê mini nhỉ. Trên mái này chỉ mini thôi đẹp. Xi xiếc nhiều. Canh châu. Xuống đây thì chả sợ thiếu nắng. Nắng không, nắng đấy. Ờ, thiếu đấy, giờ anh che lưới đen mà tịt luôn. À, không, ý là đây không có bị phía nào nó che. Nhưng mà anh che lưới đen lên xong bữa rồi. À, cái lưới đen ý thì ấy nó hết mất nắng. Cây này chỉ có cây nào mới trồng hở lưng thì che thôi. Cái càng nắng tốt. Củ nhài này. Đấy, mặt sau cái dưới. Đấy là củ nhài. Triệu. Cây này cũng đi đi phết nha. Tín đồ mini thì lên đây được. À, từng vi à? Bằng lăng ghép từng vi. Từng vi ghép vào bằng lăng. Gốc đây là gốc bằng lăng. Gốc bằng lăng. À, thảo nào nhìn cái da nó. Sống hết rồi nhỉ? Sống hết rồi. Đấy, cái củ này thì bao nhiêu anh? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Không chậu. Đấy, không chắc chậu, cái chậu bây giờ bằng. À, ừ, cái chậu không chậu. Cái chậu này chắc bằng tiền cây đấy nhỉ. Tàu cũ. Tàu cũ nhỉ. Tàu cũ. Nó làm cái men này hay là đất nung nó làm một cười nhỉ. Lạ đấy. Đấy. Xanh quê. Hơi chật. Xì lên mẫm 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 sướng nhỉ.
mẫm mẫm mà nhìn thích chưa. À đây cái cây ngái. Ngái. Cái này hôm nhìn thấy ở đâu rồi sao nhỉ? Đi đem đi chơi ở đâu sao nhỉ? Ở Hà Đông. Đúng rồi. Đấy, độc đáo nhỉ. Ngái. Ngái. Hai cây ngái. Cây này nhiều quả phết đấy. Trên chậu khá là lâu rồi, nhìn này. Con này từ 2003 cơ mà. Đào được về hay là mua? Đào về, tiến chậu. Cái này nó mọc nhiều lắm, nhưng mà chẳng ai chịu chơi, nhưng mà chơi lại họ hay. Chơi vào đây lá nó nhỏ lại đẹp. Và ở đây có mỗi mình anh chơi thì ai chứ. Cái này mà về quê may ra có ông chơi vì... Không, ở trên đằng người có người chơi. Ví dụ người ta gặp gặp cái gốc đẹp đẹp là người ta đào về liền. Cái cửa. Chơi cây sung mà được ăn quả. Con ngái này. Con cây này cũng nhiều người ăn ấy, nhưng mà hình như bị thụt lưỡi. Hình như ăn được, những người ta nói thế. Si. Si, người si điệu đà hết. Yeah. Đồ mini. Đấy, cái dưới này nghệ thuật nhỉ. Cái dưới này là bao nhiêu anh? Cái dưới này khách giả 6 triệu. Đẹp này, nghệ thuật này. Anh nhiều dưới đẹp hết nhỉ. Anh bán rất nhiều. Đấy, cây này co lắc tiếp này. Dưới đẹp, đem đi chơi hay quá nhỉ. Lá bé tí, form dáng ổn định, dòng lá rất nhỏ, à, rất gọn gàng. Cái này thì nhiều hoa. Đấy, nhiều cây hay phết đấy. Chuối húc mốc. Đây, cây này đang nhiều hoa này. Cây này thì bao nhiêu anh? 850. Cắt nữa thì dày lắm. Cây này nhìn trên chậu lâu rồi, khỏe nhỉ. Hoa thơm chưa? Quê, quê đi khiếp phết. Đấy. Chịu khó dâm dâm những cái này là sau có cây chơi đẹp. Cây hoàn tiếp cắt ra. À đây. Đấy, gốc ngọn này, đây mẹ ở đây, con đây, ngọn đây. Cây đi đi quê hay phết nhỉ. Nhiều si, nhiều rất nhiều si cây chuột. Si. Trên này anh còn rộng phết đấy chứ nhỉ? Đang bảo làm cái cầu thang đây nên để đốt chứ. Để bớt lên nhỉ. Mà nhập mới này, cái loại này để hết. Cầu thang lên. Để lên. Đúng rồi. Bây giờ cứ hạn chế sức lực được tí nào là hay tí. Đúng rồi, mua một lần đi chợ bê 3-4 vòng. Dừng xì, đúng rồi, xong lại bê lên rồi có lại bê về lại phải bê lên bê xuống. Đây ngâu rồi. Ngâu. Cái cành kia là bị sao? Đang sợ bỏ mất. Bỏ ngâu già. Cái xì này hay phết. Đồ tầm tay.
ở đây còn cây này nữa, quên cái này. Anh vừa bảo là ghép cái gì? Ghép cái mắt nó không nên ghép lại. Ghép vào đâu? Đâu? À, bên ý á? Này mắt này không nên ghép lại. À. Nó bỏ mắt, cắt nó bỏ. Điều phết nhỉ? Bảo vai. Bên này thì bao nhiêu tiền này? Chưa giao lưu. Chậu anh có những cái chậu này hay phết nhỉ? Giờ kiếm khó. Cây này làm dáng dấp đẹp phết. Xanh hơi búp hồng tí. Cây chưa giao lưu. Đấy có cây ngái này độc đáo. Cây ngái hôm em thấy 7 vạn phúc luôn. Thấy vào những cái mini và có cây chuối đẹp. Đấy. Rồi, các bác nào ai thích thì liên hệ nhá.